Cái tháng lương thứ hai á là nó lên 10 triệu, lên được 10 triệu. Cái lúc đó vui quá trời ơi. Vui quá trời, cái về đưa cho mẹ, đưa phe mẹ là tháng lương đầu tiên mà được nhiều vậy á. Nó vui lắm. Có Cái gì? gì không? Mẹ có nói gì không? Mẹ Xuất hiện nói gì không? là cái này mày ăn cắp chứ mày tiền đâu mày kiếm ra được. Cái này mày ăn cắp chứ mày tiền đâu mày kiếm ra được. Ok, nếu anh em nào có nhu cầu mua nick Free Fire, thử vân mai kim cương giá rẻ chất lượng, anh em hãy đến với shop quý11ngón.com và sau đó có những dòng quay để cho anh em quay tay cực đỉnh, chỉ với 20k, 19k anh em có thể trúng 9999 kim cương và đường link mình sẽ để trong phần mô tả nha. Thì bây giờ mình sẽ kể kiếp cái phần 2 anh em, cái group mà mình xin anh Phú đó, mà anh Phú kêu mình cái giấy chứng minh đó anh em. Thì bây giờ mình sẽ kể cho anh em nha, cái này là cái phần 2 nha. Thì em vô anh em cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh liền để ủng hộ cho mình liền nha anh em. Ok. Alo alo alo. Nghe. Kể tiếp không? Kể tiếp không? Thì tới cái khúc mà xin anh Phú rồi phải không? Anh Phú anh kêu giấy chứng minh đâu em? Cái lúc đó là rồi xong. Cái lúc đó là xong cuộc tình em ơi rồi đó. Chụp rồi, chụp cái giấy chứng minh. Ở kêu là chụp cái giấy chứng minh. Rồi sao đủ tuổi mày dám chụp? Thì em chụp cái chứng minh mà em là lúc đó là em 24, em không có đủ tuổi, hiểu không? Thì đúng rồi. Cái em lên mạng em nói là cách chỉnh sửa giấy chứng minh. Really nigga. Đó. Đúng luôn. Ờ, cái cuối cùng cái em xóa được cái số 4. Đậu xanh. Rồi chỉnh số mấy vô? Em chỉnh số 0 vô, em xin 2k. Không nhận biết luôn. Ờ, cái lúc đó cho em vô rồi. Thấy không? Rồi sau đó một thời gian sau thì cái hân quá trời rồi. Thì cái thằng bạn em á nó quen với anh Phú. Nó nói là ủa sao thằng Quý nó 2k4, nó chưa đủ tuổi mà sao nó vô được quân đoàn. Cái lúc đó anh Phú hỏi, mày ha, mày chết với tao, mày chuẩn bị tinh thần đi. Mày ha, mày chưa đủ tuổi mà mày bày đặt, mày lừa dối anh mày. Anh mày ha, chị ha, phải không? Ủa mình nhịn lâu lắm vậy đi nhá. Anh Phú anh dụ ho chứ anh Phú anh thương lắm. Cái bắt đầu ha, cái đầu anh Phú giống như là thôi có gì đâu thì lỡ rồi thì thôi có duyên đó. Cái bắt đầu là vô được quân đoàn AFK. Cái lúc đó là quen Đan Nhi nè đó. Cái từ lúc quen Đan Nhi phải không? Cái Đan Nhi nói là thấy cái tâm hay quá nó có cái gì mà dạy cái tâm đó, cái gì quên rồi. Cái lúc đó ha, cái lúc đó cái điện thoại nó lắc rồi. Cái cuộc tình xong nữa rồi. Cuộc tình em ơi đi nữa rồi. Thấy cái điện thoại nó lắc quá trời rồi thôi. Xong cái lần này là xong rồi. Cái bắt đầu thôi mẹ ơi, con làm tiếp. Thôi cái bạn nó bạn nói thôi không, tao không cần mày làm nữa đâu. Cái lúc đó nàng nỉ. Thôi mẹ ơi, mẹ cho con làm lần này đi, con cố gắng con làm thiệt, con không có làm biến nữa đâu. Đó. Mà nó làm biến lắm. Cái lúc đó gán làm phải không? Làm được 4 tháng mua được cái iPhone 6. Ghê chưa? Trời ơi, bắt đầu ha lúc đó ha. Bắt đầu làm YouTube, tạo kênh xong hồi đó đâu có gì đâu, nó cù mía lắm. Hồi đó đăng không có nào xem chân á. Cái bắt đầu không, lúc đó Hân anh đăng rồi. Anh đăng hả? Anh đăng. Ừ đúng rồi, Hân anh đăng rồi. Đã nó quen với anh Phú rồi, Hân anh đăng rồi. Ơi đậu xanh quý dịch này. Nói chung là Hân anh đăng rồi, anh đăng anh như là anh giúp làm YouTube gì á. Cái anh kêu solo với thằng này đi. Anh quay. Đó. Ủa có bán solo biết nào? Biết không? Hả? Đu. Nó như đặt ghê vậy. Rõ đây này. Trời quá ghê à. Bố hàng con trai nó ui bán hấp sao được quá hay quá hay rồi. Cái anh đang kêu solo với thằng Kenso, cái anh đang anh quay biết. Rồi cái lúc đó có nhiều người biết vậy đó. Cái anh đang nói anh em nào thì muốn phái thằng Quý này thì anh em vô anh em cái link đó mình để trong phòng mô tả, mình có để link trong phòng mô tả đó. Cái lúc đó đó anh đang ảnh giúp mà đó, anh đang giúp mà chị nhớ lúc đó, rồi đó lúc đó rồi, lúc đó rồi em cái em điện thoại rồi bắt đầu nó cũng suy sụp cơ thể rồi phải không? Nó nóng quá mà điện thoại thì iPhone nó phải nóng rồi phải không? Cái bắt đầu làm YouTube được mấy tháng đầu thì anh đang ảnh giống như là hồi đó mà chưa làm gì chứ thì chơi chung với anh đang một tháng anh đang cho 1 triệu.
Nghe có lương á hả? Ừ. Đã vậy. Chơi với anh Đăng mà một tháng được 1 triệu nữa. Yeah boy. Thôi không? Trời sướng dạ. Quá phê luôn. Cái đó tích góp cũng được mà. Ừ rồi cái bắt đầu tích góp. Rồi ha, rồi cái lần quảng cáo đầu tiên á, cái quảng cáo tháng đầu tiên á. Đây để cứu xin cao kìa, xin cao kìa. Bắt đầu cái tháng đầu tiên á biết không? Thiệt. Trời ơi, hai cái mấy lịch này là mất hứng. Hay quá rồi. Cái bắt đầu cái tháng đầu tiên được 1 triệu. Cái tháng lương shop đầu tiên á là được 1 triệu. Trời ơi trời. Lần đầu tiên mà cầm được 1 triệu nó mừng ông nội ơi, nó mừng tàn cái xương gió lạnh vậy. Tiền mình kiếm ra quá là mừng. Đúng rồi. Tiền kiếm ra nó mừng dữ lắm luôn. Cái bắt đầu ha, để dành được cỡ 6 triệu rồi. Cái iPhone 8 mà đó. Đâu có mới thì nó mắc lắm phải không? Mười mấy triệu luôn mà. Hồi đó có 6 triệu hà, bắt đầu lên mạng coi. Điện thoại cũ, iPhone cũ. Ủa? Vậy là mua iPhone cũ hả? Ừ. Cái bắt đầu em mua có 6 triệu thôi. Mà nó vẫn còn mới, hiểu không? Nó chỉ mang cái cũ đó thôi. Mà nó còn giống như là điện thoại xịn, ai đâu mà không cưng chịu phải không? Giống như là người ta hết tiền người đó, người ta bán, người ta lấy tiền, người ta xài cái mua. Phải không? Cái về quay clip. Cái lúc đó là có điện thoại xịn rồi, bắt đầu cái có clip là nó lên rồi. Ây da. Ơi cái gì vậy? Nó bắn lọc ghê quá vậy. Chị chỉ ra là bẻ đầu. Cái lúc đó làm clip lên rồi phải không? Cái tháng lương đầu tiên là nó lên 10 triệu. Ok. Cái tháng lương thứ hai là nó lên 10 triệu, lên được 10 triệu. Cái lúc đó vui quá trời ơi. Vui quá trời, cái về đưa cho mẹ, đưa phe mẹ là tháng lương đầu tiên mà được nhiều vậy á. Nó vui lắm. Mẹ nói gì không? Cái gì? Mẹ có nói gì không? Mẹ nói là cái này mày ăn cắp chứ mày tiền đâu mày kiếm ra được. Cái này mày ăn cắp chứ mày tiền đâu mày kiếm ra được. Mẹ ăn hả thì sao, nhưng mẹ không à, mẹ cũng nghi ngờ. Thì cái lúc đó cũng thôi. Lỡ rồi, bà không tin thì thôi, mình đi mua iPhone. Mua đó hả? Hồi đó em mua iPhone XS Max luôn. Hồi đó em lên iPhone XS Max luôn mà. Rồi xong lên XS Max phải không? Cái bắt đầu làm có tiền rồi mà. Cái YouTube nó lên đó. Cái bắt đầu em hay. Hồi đó ngu quá, mua cái này không có đủ ghi. Quay không được bao nhiêu hết trơn á. Ôi, từ từ. Ôi đó. Để vô hàng kê xa xa ấm vàng luôn đấy. Ê từ từ nào. Ê Nam Mô Di Đà Phật. Đơn. Thì đó, thì cái lúc đó nó má hồi đó ngu quá, quay hồi lúc thì quay video á thì nói là má quay chưa trơn hết dung lượng rồi, bực bội quá, thôi lỡ rồi mình chích ra số tiền nữa. Mình mua iPhone 11 luôn. Thì lúc đó phải không, cái lúc đó quay cái bắt đầu rủ này anh bạn đồ này nọ nè, quay với chung với nhau đấy. Rồi cái bắt đầu lên từ từ nè. Rồi đâu rồi, thì cái nào thì cũng nhờ mấy người anh chỉ dạy vô người quảng cáo này, shop này uy tín nè, giống như là không có lừa đảo đấy. Rồi vô Mentus nè, bảo vệ kênh nè, đó là anh đăng hết, cái nào cũng anh đăng hết trơn á. Rồi, anh đang giúp mày từ A tới Z luôn. Đúng rồi, anh đang giúp từ A tới Z luôn. Đâu rồi, cái hàng chánh là mày ngu dữ mày. Cái nói chung là anh đang giúp hết. Cái gì không biết là hỏi anh đang à. Rồi, anh đang quá là tốt rồi. Là lúc đó bây giờ là cái iPhone của em chơi tới bây giờ luôn. Tao tưởng mày đổi, không biết tao đổi được thôi. Rồi cái thì lúc đó thì em đá banh. Thì em cũng ghiền đá banh, mà vừa đá banh mà vừa ghiền game. Tối ngày nào cũng đi đá banh mà cái ngày đó xui, đá gãy tay. Ây da, nó lên, ủa nó sao lên rồi nè. Đi nhí.
nó đang chạy lên tới như vậy. Tới như vậy sau lưng như vậy. Hồi đó đá gãy tay. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Sao tôi không được? Ôi, nó tới luôn rồi. Ây, đậu xanh ngáo thế. Dán lên Nhi ơi. Má ơi, đặt keo hở kìa. Cố lên, bây giờ đi chung nha. Cái này bắn quá dữ rồi. Thì đó, cái ngày đó là xui. Đá banh gãy tay. Cái bắt đầu đi bệnh viện về bị chửi ông nội ơi. Rồi từ đó thì sao bà cấm đi đá banh luôn. Cái bắt đầu ha, cấm hợp không? Mà nó ghiền. Cái bắt đầu cái tay đang băng bột mà phải không? Vẫn cầm cái tay đó đi đá banh luôn. Thằng sao? Cái thằng nấy nó không có dám vô. Nó sợ mình làm diễn. Nó không có dám vô rồi xong lúc đó ha. Cái bị bạn bè rồi nói dạo này thằng Quý nó có điện thoại rồi. Nó ghiền game lắm. Ồ, cái thằng này nó ghiền game quá trời rồi. Không. Ê, giật mình. Cái thằng này nó ghiền game quá trời rồi, nó bỏ anh em rồi. Má, cái lúc đó nó tức. Nó tức tàn canh xương gió lạnh nha. Cái gì bà My? Có chịu được nè. Chị nghe cái xe. Đó, cái lúc đó đó là em ấy rồi đó. Cái lúc đó là em bị bạn bè chê đồ rồi đó. Nó là thằng này ha, nửa lớn nó làm cái gì trời, nó ghiền game. À thế à. Hiểu không? Đó. Mày hồi sinh với chúng tôi. Cái là lúc đó là bị bạn bè nói là ghiền game rồi đó. Lúc đó buồn okay. Lắm buồn luôn. Ủa bắn gì điêu vậy? Dễ rồi. Ok. Thì đó. Thì lúc đó bị bạn bè nói là. Rồi cái bị bạn bè xa lánh là không có chơi chung nữa đó. Giống như là xa lánh luôn. Cái gì thiệt mà. Tạo nghiệp vậy. Cái lúc đó là bị bạn bè là không có chơi chung nữa rồi đó. Là bắt đầu là từ đó là em ở nhà em lên mạng em coi. Là cái từ cái lúc mà em chưa xin vô AK luôn á. Là cái lúc đó là em rồi bắt đầu là phá YouTube rồi đó. Trời ơi. Bị bạn bè chửi rồi ha, không có chơi chung với em nè. Nói chung là nó khinh đó. Nó nói là thằng này nửa lớn mà mày làm ra tiền cái gì. Đó, bây giờ ha, bây giờ cái thấy em vậy. Cái bây giờ nó nói em là đù. Hay Quý vậy mà bây giờ nó làm lên dữ trời. Kiểu gì? Bây giờ nó nổi tiếng dữ rồi. Cái bây giờ em không nhìn mặt luôn, em ghét em không nhìn mặt luôn. Mẹ. Cái khúc người ta mà người ta chơi game thì nó chửi mình ha. Ê từ từ. Ê cứu. Từ từ nào. Đó, cái lúc thì người ta chơi game thì đậu xanh. Thằng cha nó chửi mình như quỷ vậy, nó khinh mình. Mà cái lúc mình nổi rồi á, cái bắt đầu nó quay qua nó nịnh. Nó kiếm mình. Nó kiếm mình. Công nhận tụi này nó khôn như quỷ vậy. Kiếm cuối. Ok. Hay quá mà My ơi. Ê con mó. Ok. Qua luôn. Đang cứu nè Quý ơi. Đang cứu rồi nha. Hay quá Nhi ơi. Chưa cứu. Công đi Nhi ơi. Công luôn Nhi ơi. Hay quá. Đó có đó còn quẹo. Hay quá. Thì bây giờ em thành công là do tất cả mọi người. Hiểu không? Bạn bè đồ khinh em. Thì bây giờ em vậy rồi, thì em giờ em khinh lại. Đó là một hành trình của em đấy. Đó là một hành trình của em đấy.